Cảm xúc sẽ quyết định hầu hết tất cả cuộc sống cũng như con người của bạn. Cảm xúc tốt sẽ quyết định cho cuộc đời của bạn theo một hướng tích cực, nhưng cảm xúc tệ sẽ dẫn đến những kết quả rất là tệ. Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dr. Nhung, kênh của bác sĩ Nguyễn Thị Nhung, bác sĩ chuyên khoa 1 về da liễu thẩm mỹ. Và chủ đề ngày hôm nay, hãy cùng bác Nhung tham gia một chủ đề, đó là quản trị cảm xúc giúp bạn dễ dàng có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn. Và trước khi vô chủ đề chính ngày hôm nay, bác Nhung rất hy vọng nếu bạn là người lần đầu tiên ghé kênh thì hãy nhấn vô dấu đăng ký cạnh tên bác Nhung và nhớ nhấn vô dấu quả chuông để khi bác Nhung ra những video clip mới, mọi người sẽ không bị bỏ lỡ ha. Nếu các bạn có quan tâm về da, về làm đẹp thì các bạn có thể tham gia group chăm da khoa học hoặc fanpage Dr. Nhung da liễu. Thì ở đây bác Nhung sẽ chia sẻ những kiến thức về da liễu, những kiến thức về làm đẹp cũng như là các phương pháp điều trị da từ căn bản cho đến nâng cao cho đến công nghệ cao. Các bạn có thể tham khảo để tìm ra những giải pháp, những loại dược mỹ phẩm phù hợp đối với làn da của mình, giúp mình dễ dàng chăm sóc da tại nhà để có một làn da khỏe hơn ha. Và trong chủ đề ngày hôm nay, đó là quản trị cảm xúc sao để cho các bạn có thể kiểm soát tốt cuộc sống của mình cũng như giúp mình có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn. Thì cảm xúc sẽ quyết định rất là nhiều đến kết quả của cuộc đời của bạn. Sau đây bác Nhung sẽ cho mọi người thấy cảm xúc nó quan trọng như thế nào ha. Cảm xúc này nó sẽ quyết định hành động, và từ hành động này nó sẽ quyết định kết quả cho một sự việc hiện tượng trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn có một cảm xúc tích cực thì đa số các kết quả của bạn nhận được đa số là những niềm vui, những cái sự tích cực trong cuộc sống. Tuy nhiên nếu cảm xúc của bạn là tiêu cực, những ý nghĩa của bạn là tiêu cực thì dẫn đến những cái hành động tiêu cực, và từ đó kết quả cuộc sống hay là cuộc đời của bạn sẽ đa phần đi theo hướng tiêu cực. Thì để quản trị cảm xúc tốt thì chúng ta phải không né tránh, chúng ta phải chấp nhận những cảm xúc này, và từ đó chúng ta sẽ tìm cách giải quyết những cái cảm xúc này để giúp mình có được những cái cảm xúc, những cái ý nghĩa tích cực trong cuộc sống, giúp mình dễ dàng có cuộc sống hạnh phúc hơn. Thì để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cảm xúc thì hãy cùng tìm hiểu với bác Nhung ở dưới đây. Có 3 nguyên nhân dẫn đến cảm xúc của bạn. Đầu tiên đó là nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên ngoài có thể là những nguyên nhân có thể kiểm soát hoặc là những nguyên nhân không thể kiểm soát. Thì có những cái nguyên nhân không thể kiểm soát như là động đất nè, chiến tranh nè, dịch bệnh nè, hoặc là những cái như là thiên tai hỏa hoạn, thì đây là những cái nguyên nhân mình không có thể kiểm soát thì mình để một bên ra các bạn ạ. Và nguyên nhân thứ hai, những cái nguyên nhân từ bên ngoài mà chúng ta có thể kiểm soát như là môi trường sống nè, môi trường công việc nè, những cái mối quan hệ nè, đó đây là những cái nguyên nhân mà chúng ta có thể kiểm soát. Và nguyên nhân thứ hai dẫn đến cảm xúc của bạn, đó là bộ lọc. Nghe đến bộ lọc thì nhiều bạn thắc mắc đúng không? Thì bộ lọc đó là mắt của bạn nè, có thể là tai bạn nè, có thể là tay của chúng ta nè. Đó, đây là những cái bộ lọc chúng ta sẽ tiếp nhận những cái thông tin từ nguyên nhân bên ngoài vô cơ thể của mình. Và cái nguyên nhân thứ ba ảnh hưởng đến cảm xúc, đó là những suy nghĩ, những tư duy, những cái nhận thức bên trong của một con người. Đó ha, đó là ba nguyên nhân dẫn đến những cái cảm xúc của bạn. Thì cảm xúc tiêu cực hay tích cực nó sẽ phụ thuộc vào ba nguyên nhân này. Và ở nguyên nhân thứ nhất, những cái nguyên nhân mà bác Nhung mới nói ở trên á, những cái nguyên nhân bên ngoài mà chúng ta không thể kiểm soát được như là thiên tai này, dịch bệnh này, hỏa hoạn này, hoặc là những cái nguyên nhân như là khí hậu thời tiết, thì đó chúng ta để qua một bên. Và nguyên nhân thứ hai đó là những cái nguyên nhân từ bên ngoài mà chúng ta có thể kiểm soát được, ví dụ là môi trường làm việc nè, môi trường sinh hoạt nè, hoặc là bạn bè nè, đó. Và theo nghiên cứu, mỗi bản thân con người, tính cách của con người sẽ là trung bình cộng của 5 người kế bên. Vì thế các bạn nên tìm cho mình những môi trường thật là tích cực, chơi với những người bạn thật là tích cực và có những mối quan hệ là thật là tích cực, thì cái việc đó sẽ giúp ích rất là nhiều cho bạn, giúp bạn có một cuộc sống tích cực và giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn. Đối với nguyên nhân bên trong, đó là những suy nghĩ nè, những lý tưởng nè, hoặc là những cái tiềm thức của mỗi người, thì để phát huy được những cái yếu tố bên trong tích cực giúp mình kiểm soát cảm xúc tốt hơn thì thường sẽ chia thành 3 phần. Đầu tiên là thân thể. Đối với thân thể, nếu bạn vận động thân thể của mình thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho suy nghĩ cũng như là cảm xúc của bạn. Bạn nên tập thể dục ngày từ 30 phút cho đến 60 phút, thì tập luyện này sẽ tăng trao đổi chất nè, tăng oxy cung cấp cho cơ thể, và đây cũng là một cái năng lượng rất là tốt giúp bạn tăng những cái suy nghĩ tích cực,
giúp ích rất là nhiều trong cuộc sống cũng như công việc của bạn. Và cái thứ hai đó là nhận thức trong cuộc đời có buồn thì sẽ có vui, có trắng thì sẽ có đen, có xanh thì cũng sẽ có đỏ ha. Thì trong cuộc đời ai cũng thế, sẽ có mặt này và mặt kia. Quan trọng là cách nhìn nhận của bạn, cách nhận thức của bạn như thế nào. Có những người người ta chỉ tập trung vô những cái điều tích cực thôi. Tuy nhiên, có những người người ta chỉ tập trung vô những điều tiêu cực thôi. Tuy nhiên, bộ não của con người nó có một cái dở như thế này, là đa số bộ não của con người sẽ có hướng là thích những cái điều tiêu cực, thích những nỗi buồn, và chúng ta thường thích chia sẻ, thích kể những nỗi buồn của bản thân mình cho người khác nghe, đúng không nè? Như các bạn để ý, ví dụ trên báo đúng không? Trên báo thường những cái giật tít về những cái nỗi đau của người khác thì thường có lượng view rất là nhiều. Tuy nhiên, những cái bài báo chia sẻ về thành công của người này, người kia thì thường cái lượng view rất là thấp. Đó là bộ não của con người thường có xu hướng là tập trung thích nghiện những cái điều tiêu cực. Vì thế khi mình nắm rõ những vấn đề này thì mình hãy hướng cho não của mình tập trung vô những điều tích cực, và những điều tích cực này sẽ giúp ích rất là nhiều trong cảm xúc nè, trong hành động, từ đó dẫn đến kết quả là cuộc đời của bạn sẽ đi theo hướng tích cực và rất là tốt đẹp, rất là hạnh phúc. Và một cái nữa ảnh hưởng trong yếu tố bên trong đó là câu chuyện bạn kể ra. Những cái ngôn từ của bạn sử dụng hàng ngày nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm tư, đến suy nghĩ và đến cảm xúc của bạn. Nếu bạn kể câu chuyện của mình theo hướng tích cực, chỉ có một sự việc hoặc một điều bất như ý xảy ra trong cuộc đời, có những người người ta sẽ tập trung kể chuyện theo hướng rất là tiêu cực. Tuy nhiên, có những người người ta lại tập trung vô những cái điều tích cực. Trong cuộc sống của mình gặp rất là nhiều người đúng không? Không ai hoàn hảo hết, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Nhưng khi xảy ra một cái điều bất như ý thì đa số chúng ta thường tập trung vô những cái điều tiêu cực, và từ đó cái mối quan hệ hoặc là cái sự việc đó nó sẽ đi theo hướng rất là tiêu cực. Đó, mình nắm được những cái thói quen cũng như là cái chất nghiện của não thì mình sẽ hướng não mình đi theo một hướng là suy nghĩ hoặc là tập trung vô những điều tích cực, tập trung vô những cái điểm mạnh của người này, hoặc là tập trung vô những cái điểm mạnh của mối quan hệ này để mình có thể yêu thương, có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn. Từ đó mối quan hệ của bạn cũng sẽ vui vẻ và bạn sẽ dễ dàng trở thành một người rất là hạnh phúc, rất là tích cực trong cuộc sống. Thì tóm lại, để quản lý cảm xúc thì các bạn sẽ phải nắm rõ là những yếu tố bên ngoài và những yếu tố bên trong. Những yếu tố bên ngoài thì chúng ta, cái gì chúng ta có thể quản lý, có thể điều tiết được thì chúng ta điều tiết. Ví dụ như là môi trường nè, người chúng ta chơi nè, những mối quan hệ của chúng ta nè, đó thì chúng ta có thể kiểm soát và hướng mình liên kết bạn với những người tích cực, nên có một cái môi trường làm việc tích cực. Bên cạnh đó, những cái yếu tố bên trong như là thân thể nè, thì các bạn nên tập luyện thể dục thể thao để giúp cho mình có những cái suy nghĩ tích cực hơn. Và cái thứ hai là mình nên nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực. Và thứ ba là những ngôn ngữ, những cái câu chuyện của mình nên hướng theo những hướng tích cực. Từ đây mình dễ dàng có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Mình suy nghĩ như thế nào thì kết quả sẽ là như thế đó ha. Tất cả đều bắt đầu từ suy nghĩ, từ cảm xúc. Suy nghĩ sẽ quyết định cảm xúc sẽ quyết định hành động, và hành động sẽ quyết định kết quả. Vì thế, nếu bạn muốn cuộc sống, cuộc đời của bạn trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn thì mình hãy luôn hướng theo hướng tích cực ha các bạn ha. Và khi mình có suy nghĩ, có tư duy tích cực thì mình sẽ hút về những con người tích cực, những môi trường tích cực, và những điều này sẽ giúp ích rất là nhiều cho mối quan hệ, cũng như giúp ích nhiều cho bản thân bạn, cũng như là công việc của bạn trở nên tốt đẹp và vui vẻ hơn. Nghe đến đây thì bác Nhung rất hy vọng những thông tin chia sẻ của bác Nhung sẽ giúp ích được cho bạn, giúp bạn có một hướng đi tốt hơn sau này, giúp bạn nhận ra được một cái gì đó. Nếu các bạn thấy video clip của bác Nhung hay và hữu ích cho mình, đừng quên like, share và comment ha. Các bạn hãy thực tập suy nghĩ và những thói quen này trong khoảng 90 ngày. Thì thường một thói quen muốn thành lập được thì nó sẽ tốn khoảng là 90 ngày để giúp cái thói quen đó trở thành một phần trong cuộc sống của bạn. Hãy thực tập 90 ngày, sau đó quay lại đây comment xuống dưới cho bác Nhung coi cuộc sống của mình đã thay đổi được như thế nào ha. Và bác Nhung xin chào tạm biệt mọi người ở đây. Rất vui khi mọi người đã đăng ký kênh bác Nhung và theo dõi đến đây. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích được cho bạn, và mong gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.